Alo, xin chào anh em. Chào mừng anh em quay trở lại với trực tiếp game. Tôi thì thực ra là mấy hôm nay tôi toàn giới thiệu mấy game mới thôi, game hay hay cho anh em, nhưng mà nhiều anh em cũng PM bảo tôi là sao S không chơi tiếp game kinh dị các thứ. Nói chung nhiều anh em nhắn lắm. Tôi cảm ơn thịnh tình cả các anh em thôi. Nhưng mà có điều tôi thực sự là tôi cũng thuộc dạng nhát ma. Nhưng mà thôi thì các anh em đã thích thì chúng ta cùng chiến thôi. Hôm nay tôi sẽ chơi cái trò gọi là The Evil Within. Trò này thì tôi đọc qua cái cốt truyện thì hứa hẹn là kinh dị còn hơn cả Outlast cơ. Nhưng mà thôi, đã chót thì cho nó chết. Chúng ta chiến nhá. Anh em ok chưa? Xem có bị giật không? Ok, new game. Tôi thì tôi chưa chơi trò này bao giờ, nhưng mà nghe nói là nó kinh khủng lắm. Tôi cũng chả biết là nó như nào. Thôi cứ chơi dễ thôi. Tôi quen chơi dễ rồi. Chơi mấy trò chơi khó mệt lắm. Chơi dễ. Gì đây? Vừa vào thấy chân người bệnh nhân cái gì nhìn kinh hết. Trò này tôi có đọc qua kịch bản ấy thì nó là một cái thanh tra cảnh sát sau khi nghe tin là ở một cái bệnh viện này, chắc là bệnh viện Từ Dũng có xuất hiện vụ án mạng, và sau đấy là đến đây để điều tra, chắc là sẽ có vẹo gì đấy. Đây là cảnh đang đi đến đây. Thôi, tua qua đây cho lành. Trò này đồ họa đẹp phết. Hình như là tôi nhớ không nhầm thì nó có ở trên mảng PS trước thì phải. Xong bây giờ mới lên PC. Nhìn cái bệnh viện này giống trong Outlast lắm. Nhưng mà cái trò này được cái là góc nhìn thứ ba, tôi nghĩ là không biết nó có bớt sợ hơn không. Cảnh sát vây bắt hết ở ngoài. Đấy, chạy vào thôi xem có vẹo gì. Smells like blood. Vào thì vào đi. Stay sharp. Mất thời gian vậy. Ủa. We're gonna check it out. Yeah, bệnh nhân chết hết rồi. I can be an extra set of eyes. We don't know what's Chắc happening là bị khủng bố rồi, Taliban rồi. Đặt bom cảm tử. Toàn máu me. Ủa, y tá chết rồi. Sao cứ đi chậm thế nhở? Đi nhanh kiểu gì đây? À, có thanh niên còn sống trong này. Are you injured? What happened here? Can't be real. Impossible. Ruvik. Ruvik là ai? I've got him. The security cameras might tell us something. Ok, xem camera. À đây. Cảnh sát. Chắc đang bắn ma rồi. Ui vãi. Cái gì đây? Assassin's Creed à? Nhìn giống thằng sát thủ trong Assassin's Creed vãi. Thôi xong. Một phát ở đầu. Thế là đi à? Ừ,
Mình bị treo lên rồi. Máu me chảy đầy. Ủa, thằng nào đây? Mày nhìn kinh vãi. Trông giống Minh Béo vãi. Hay sau game nào mình chơi gặp Minh Béo nhở? Hẹn hôm trước chơi Outlast gặp Minh Béo, hôm nay lại gặp Minh Béo. Làm gì đây? Ủa, mẹ nó treo người nó thịt như thịt lợn. Úi dồi ôi. Kinh quá. Làm nào xuống giờ? Ủa, thanh niên kia bị cắt mất nửa người rồi. Thôi, cái game này kinh dị vãi cứt. Mẹ, gì đây? À đây, đung đưa. Nhanh. Với lấy con dao. Ngon rồi. Rồi. Úi dồi. Mẹ thanh niên này cắt kiểu đấy mà không gãy cổ. Có mấy anh em bảo xem mà không nghe thấy tiếng, anh em bật full full tiếng lên nhá. À đây, có đi nhẹ nhàng ở đây. Thanh niên Minh Béo đang chặt thịt người. Ai cứt. Mẹ, như đồ tể luôn. Rồi, đi vào đây. Có chìa khóa rồi. Chìa khóa này sẽ giúp mở được các cửa trong bệnh viện. Ok. Nó đâu rồi? Ôi vãi. Thôi anh ơi thôi. Úi dồi ôi. Mẹ. Đứt tay rồi. Ôi vãi. Mẹ. Kinh dị vãi ạ. Mình vơi vào đứt đầu rồi. Đùa. Mẹ. Làm nào nhở? Từ từ để tôi thử xem có tiếng chỉnh to lên cho anh em nghe cho sợ tôi nghe ghê vãi trưởng. Ơ? To hết rồi. Anh em phải bật full tiếng đấy nhá. Mẹ tôi chơi game này nghe tiếng kinh vãi. Mẹ nghe tiếng chặt thịt như chặt thịt lợn. Này là mình không đi theo nó rồi. Mình lấy chìa khóa xong mình phải chuồn đường khác. Mẹ thằng này kinh thế. Rồi, chạy ra đường này. Mẹ, nhanh. Rồi. Phải, cái gì này? Mẹ lo thịt người. Nó đổ như đổ rác ấy. Thôi. Thôi, đi thôi. Đây rồi. Mở nhanh, cái thằng này. Lê mê vãi cứt. Đi nhanh. Sao nó cứ lê mê nhỉ? Thằng kia đâu rồi? Mẹ trông nó thái xác kinh vãi. Ủa, bỏ mẹ rồi, thôi xong tôi rồi. Chạy nhanh ơi, thôi anh ơi, thôi. Thôi. Mẹ. Nhanh. Úi giời ơi, ok. Nhanh. Phải cả cứt. Ủa, xong rồi. Gì vậy? Ôi vãi, cái gì này? Xay thịt à? Thôi, nhanh, cái thằng điên này.
À đi rồi. Xuống 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 xuống. Ủa, bẩn hết quần áo rồi. Này về giặt rồi sạch. Xong rồi. Tắm máu luôn. Ghê vãi chưởng. Ủa, mẹ xác nổi lênh bềnh này. Thằng em bị thương ở chân rồi, bị chém ở chân rồi, nhục rồi. Mẹ vừa vào bị này. Rồi sao? À đây có cửa kia rồi. Nhảy lo co khổ vãi. Mẹ không biết thằng Minh Béo nó có ở đây không. Kinh lắm. Trò này không có camera nhở. Mẹ như cái Outlast chơi có mỗi camera. Trò này còn được cái nó còn sáng sủa. Ủa. Tôi nhắc lại các bác chơi trò này phải bật full tiếng lên nhá. Chơi kiểu bật tiếng nhỏ để chơi làm gì. Cái gì đây? Mẹ lại nhặt mấy cái tài liệu vá vẩn. Nó làm gì đâu. Đi cho lành. Ô, cửa này đóng rồi. Khóa rồi. À đây. Leo lên đây. Ơ, à đúng rồi. Quay chân leo khỏe thế. Chỗ này như là lúc nãy mình bị cái con ma đấy nó làm ngất xong rồi bị nó bắt treo lên luôn hay sao ấy, như kiểu ma ấy. Chỗ này kiểu ma quái chứ không phải là kiểu người thường. Gì đây? Chả giải quyết vấn đề. Đây rồi. Đây chắc là đường cống ngầm của bệnh viện. Im mắng thế nhở? Mẹ tôi nghi im mắng thế này sắp sửa có vẹo gì lắm này. Hẹ mấy game chuyên môn kiểu. Ủa, gì đây? Cái chiếc bọn nó đến rồi. Trốn 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 trốn. Cái này giống Outlast phết. Ủa, thằng kia kia rồi. Mẹ nhìn thấy nó rồi. Vãi, nó vào rồi. Ủa. Mẹ, nó có vào đây không? Ủa, vãi, mẹ cầm cưa. Vãi cả cứt. Thôi anh ơi. Mẹ. Đi 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 ra khỏi đây đi thằng điên. Ơ. Ủa, nó điên lên rồi. Nó điên lên rồi. Cái gì đây? Nhiều đi rồi, nó đi rồi, nó đi rồi. Ra xem nào. À đây là nếu mà có hình cái con mắt mà đang ti hí thì nghĩa là con cái thằng địch nó chưa nhìn thấy mình.
Còn nếu mà mắt mà mở to thì là dấu hiệu nhìn thấy mình rồi. Ok được rồi, hiểu rồi. Ôi mẹ, nó đi ra đây rồi. Mẹ, đeo gì đây? Đã trốn vào đây thôi. Vãi cứt. Nghe cái tiếng thở nó kinh vãi. Đi chưa? Đi rồi, chắc đi rồi đấy. Ui. Mẹ, làm trò gì đây? Đi chỗ khác đi anh ơi. À rồi, đi qua nhanh. Đi đâu đây? Trốn vào đây. Ui. Mẹ nhìn thấy mình chưa? Tôi xong tôi rồi. Anh ơi. Thôi. Ôi vãi. Mẹ. Trời khó thế. Thằng kia kinh vãi. Chạy đâu nhỉ? Rồi, nấp xuống đây. Can't let him see me. Đi đâu nữa? À đúng rồi, phải chui vào trong cái kia. Mẹ cho khó thế. Bắt mình vào trong này à? Ủa. Thôi anh ơi, em xin anh. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Đường nào, đường nào, đường nào. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Mẹ. Nhanh lên. Cửa đâu? Đây rồi. Rồi, thoát rồi. Nhanh. Ôi vãi. Cái gì đây? Tôi xong tôi rồi. Thôi anh ơi. Thôi. Mẹ. Thôi nào. Nhanh lên nó cái thằng điên này. Nhanh. Anh ơi. Mẹ. Đây rồi. Thoát rồi. Vãi cả trường. Mẹ trong thằng ấy mình tưởng nó thoát được nó rồi. Nó vẫn nhìn thấy đuổi theo nhỉ. Mẹ, thanh niên này vẫn còn lấy cái gì ra đấy. Vape à. Hết game à? À đâu? Bây giờ thì bắt đầu ạ. À. Vãi cả cứt. Mẹ, game vừa bắt đầu thế này rồi. Không thoát ra được khỏi cái phim này, chắc là phải ngồi xem một lúc. It just turns itself around.
Đoạn này là giới thiệu vào game thôi, chứ không phải là hết đâu. Tôi xin nhắc lại đây là game có tên The Evil Within nhá. Các bác có muốn tham khảo cả đao game này thì truy cập vào cái link mà tôi đính kèm ở trên Status đấy. Game khá là dung lượng khá nặng, tôi nhớ là gần 50GB cơ. Nặng vãi cứt. Nhưng mà được cái là đồ họa thì ngon luôn. Đây rồi, xuống dưới tầng lên trên bệnh tầng trệt của bệnh viện rồi. Ủa. Cái gì đây? Mẹ. Ôi chạy nhanh. Ủa. À đây rồi. Ra đoạn đầu đây mà. Ôi thôi chạy nhanh thì ra thôi, ra. Ủa. Thoát rồi, ra ngoài đường rồi. Ôi vãi. Cái gì này? Thành phố sụp đổ hết rồi. Bị đánh bom à? Chạy lên xe luôn. Ôi. Mẹ, thành phố bị làm sao đây? Bãi trưởng. À đây lại thằng ma nữa rồi. Lại thằng Assassin's Creed đây rồi. Chắc là bị ma quỷ, thế lực ma quỷ tiêu diệt cả thành phố. Trò này có vẻ rộng đấy, không chỉ hẹp như là cái Outlast đâu. Cái Outlast của mỗi trong bệnh viện, đây còn ra cả ngoài thành phố luôn. Gì vậy? Đâu đây? Ôi. Mẹ, như phim hành động luôn. Ủa xong rồi, thế nào bị cần cẩu rơi đầu. Chắc chắn rơi đầu luôn. Tôi nhìn này, biết ngay. Đấy, biết ngay. Một phát. À không sao. Thanh niên lái lụa vãi. Phim dài thế. Trên đường phố không thấy ai mới điêu chứ. Mỗi mình chạy, người không thấy có người nào trên đường mới kinh. Điêu vãi. Ôi. Tua qua sư cho nhanh. Rồi, qua được cái chapter 1 rồi. Tôi xếp lại phát. Next chapter luôn. Gì này? Ủa? Mẹ, ai đây? Mình đang bị đưa đâu đây? Nhiều kia y tá kinh thế. Mắt như mắt quỷ. Chắc là lúc nãy bị tai nạn rồi. Rồi vào viện rồi. Bàn mổ rồi. Rồi sao? Bỏ mình đi hết rồi. Làm nào dậy được bây giờ? Ủa cái gì này? Ủa. Mẹ quỷ à? Thôi. Ui vãi. Ui ui. Mẹ trông cái mặt nó kìa. Nó định thông mình à? Ôi chạy rồi.
Mẹ kinh vãi. Tưởng bị con quỷ nó thông. Thốn vãi cả cứt. Báo à? Thuốc à? Sao mình nhảy nó cái đen trắng này nhỉ? Anybody there? Ôi dán bò kìa. Mẹ, chúng mày bẩn thế, toàn dán này. Mẹ. Ai đây? Are we away? Em y tá xinh phết. Is everyone else all right? The city. Whatever are you talking about? You are. Cái cảnh mà bị ốm tỉnh dậy nhìn em y tá này tôi thấy quen lắm. Xem GAV thấy quen cảnh này lắm. Chắc là đi nện rồi. A hospital. This place is necessary for you. Thế nào? You're always welcome here. I've been hospitalized. Không được chị cả. I cannot answer that. Ừ. Please sign in here. Without signing in. Ký vào đây là sẽ save game. Ok. There is no way to ensure your future memories. Điều vãi. Nhờ một quyển sổ mà xếp được game. Ngoài đời mà được như này thì ký cả ngày. Cái gì kia? Smells like medicine. Cái gì này? Chắc là ngồi đây được massage thư giãn rồi. À đây, ôi đầu thư giãn rồi. Ngồi nhanh. Được em massage cho rồi. Trông mặt thanh niên thỏa mãn phết. Ủa. Gì đây? Đây là cái gì? Đây là cái máy gì? You see? All better. Lady, am I going crazy? Không hiểu lắm, ơ. Now what makes you say that? Con này là ma à? Ủa, cháy mẹ người. I'll be waiting. Ừ. À đây. À, lúc nãy thanh niên này mê. Mê thì gái ạ. Chắc là mộng tinh rồi. Xe là gặp tai nạn ở đây. Shit. What the hell is going on? Vãi trưởng. Where am I? À đấm được rồi. Đấm được. Where are you? Nhìn đây. Connelly. Đi đâu đây? À đây là bơm máu. Ok. Đây là inventory. Cho 3 lần nạp máu đi. Ok. Trò này cũng kiểu chắc là nhập vai bắn súng góc nhìn thứ ba thôi, tôi nghĩ là như thế. Không có nạp máu này là tốt rồi. Mẹ con hơn là cứ chạy chẳng có máu có me gì cũng là kinh. Ủa. Gì này? À đây là con bò. Vãi. Bò chết. Đi đâu đây? À kia rồi. Có vẹo gì đây sáng loáng này. Mà lúc nãy mình đang chạy thành phố cơ mà nhỉ, sao bây giờ lại. Ủa. À đây là cái đèn rồi. Mẹ thanh niên này còn chơi đèn dầu mới kinh. Hey.
Ủa, đèn dầu này một lúc thì hết dầu à? Đèn pin nghe còn có lý. Đi đâu bây giờ? Đây cái gì đấy? Anh ơi, cho hỏi đường cái anh ơi. À đây, súng đây rồi. Mẹ hình như là zombie sao ấy. Kinh vãi. Ủa, mẹ cắn đứt đầu ông kia rồi. Ủa xong tôi rồi, zombie rồi. Bắn cho, bắn nó. Mày này. Chết. My God, Connelly. À đây là thằng lái xe lúc nãy đấy mà. Biến thành zombie rồi. Vãi. Thế nhiên nào bị ăn mất ở đầu rồi. Kinh vãi. Rồi đâu đây? À đây rồi. Quy. À đây, lắp đèn và đít rồi. Thanh niên này thông minh phết, lắp đèn và đít. Gì đây? Mình có lấy cái thuốc này làm gì nhỉ? Ai đây? Ôi, từ. Cái gì đây? Đây là cái thằng điên đấy trên xe đúng không? You are Leslie, right? I'm a police officer. Maybe I should help you. Should help you? Shit. Thay như kiểu bị phê cần nhỉ? Trông kìa. Giống mấy thằng ngáo đá lắm. What the fuck? Đây là cái gì? Chap. Đây là bẫy à? À đây, gỡ được bẫy mà. Cái này còn có thể để sử dụng để làm cái nỏ à? Kinh phết nhỉ? Cho ai chế nhiều thứ phết đấy. Xem nào. Ơ. Ôi ôm này. Chạy là giữ ship đúng rồi. Cái này biết rồi. Đi đâu đây? Ui, lại có thanh niên chết đây rồi. Ấn C để đốt cháy. À, cái này là còn đốt được cả xác. Đốt kiểu gì? Ơ. À đây, diêm đây. Đúng rồi, diêm này. Xong đi lại gần thằng này. Ấn C. Rồi. Ok. Sao phải đốt nó nhỉ? Chết rồi, kệ sừ nó đi. Dỗi hơi à? Nhà gì đây? Mẹ trông kinh lắm. Trong mẹ có cái gì ấy mà xem. Ủa, à đâu? Lại em y tá lúc nãy. Nó đi vào trong gương à? Hệ. Cho dị vãi. Gì đây? Death Note à? Nhìn trông giống Death Note vãi. Ôi. Nhạc nghe du dương vãi. Mẹ, game thì kinh dị mà mẹ. Nhạc thì thanh cảnh vãi trưởng.
lại vào đây rồi. Back here again. I must be losing it. Yeah, sao thế nhỉ? Y tá ơi, em đâu rồi? That was a bad dream, or this is. Whatever is the matter. Nó ở đâu ấy? Upgrade à? Hình như cái máy này là máy để tăng skin thì phải. À đấy, biết ngay. Đây này, mình đang có 500 điểm và cần 2000 điểm mới lên được út vãi. Toàn cần đến 5000 này, mình có mỗi 500 này thì giải quyết vấn đề gì? À đây có cái này đây. Reload time. Đây là bắn có bắn chuẩn hay không này. Được đấy, nâng cấp cái bắn chuẩn này đi. Vãi trưởng, máy nâng cấp cơ thể trông như ghế điện. Rồi, lại bắn chuẩn rồi đấy. Vào đây để xếp game. Ok, rồi. Hình như là cái chạm này là mỗi lần mình nhìn thấy có cái gương là mình sẽ quay lại đây để mình save game. Sau đấy thì mình lại quay lại ở chỗ kia bằng cách là lại vào cái gương này. Đấy, mỗi lần muốn nâng cấp hoặc là muốn save game mình sẽ về đấy. Rồi, ok. Hiểu cơ chế rồi. Rồi đâu đây? Gì ấy? À cái thằng lúc nãy bị đuổi rồi. Mới vãi. Thằng này zombie à? Control và spec. À đây. Đi gần nó. Đánh lén từ phía sau. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Ui. Úi dồi ôi, nhìn thấy mình rồi. Tiên sư mày. Ui. Mẹ. Hết đạn rồi. Mày làm nào giờ? Ui. Mẹ, thôi chạy vào đây. Có vào được không? Chạy. Nhảy sang. Rồi. Hết bố đạn rồi. Thằng kia bị bắn mẹ nát một bên đầu vẫn mẹ. Vẫn chạy được kinh. Out of ammo. Ơ. Lúc nãy mình còn đánh được bằng tay không nhỉ? Làm nào đánh bằng tay giờ? À C là cất súng đi. Rồi. Đấm bằng tay rồi. Mẹ sao giữa thành phố mẹ đi về cái chỗ mẹ thôn quê vãi cứt này nhỉ? Gì đây? Hey, are you guys from around here? I don't know where. Đây là ai? Nó bỏ mẹ rồi, nó là zombie. Có cái gì đấy? Sao này? Ui.
Mẹ, kinh vãi. Ui. Úi dồi ôi. Mẹ. Nó còn bảo mình là mẹ dùng súng làm đeo có đạn mà dùng súng. Nó làm sao đây? À thằng kêu chưa nhìn thấy mình. Mẹ. Vãi cả cứt. Chắc phải ném đánh lạc hướng nó rồi. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Chạy nhanh, chạy nhanh, chạy nhanh. Mẹ thằng này nhanh mệt thế. Hôm nay ở đây. Mẹ chạy một tí đã thở. Yếu vai cứt. Mẹ cho anh làm ma thế. Thôi mình cứ cứ tránh tránh vào đây thôi. Cho lành. Súng thì đâu có, mẹ được mấy viên đạn. Đây rồi. Thế đi đâu nhỉ? Mép này rộng thế. À đây có một cái bẫy. Phá bẫy. Ok. Mẹ này đi không để ý rồi dẫm về bẫy thì chết. Mày đùa đâu. Cái thằng kia đâu rồi? À kia rồi, nó kia rồi. Ôi, nhìn thấy mình rồi, thôi anh ơi, thôi. Nhảy nhanh, nhảy nhanh. Rồi. Nó chạy đâu đây? Ơ? Đi đâu nhỉ? Ôi, thằng kia nó nhảy ra được. Mẹ. Zombie biết nhảy ạ. Đi đâu giờ? Nhảy xuống dưới á. À đúng rồi, đi ra đây. Có mấy bảo nhảy xuống nhưng mà không phải đâu. Ở đây có nhảy được đâu. Nó không cho đi luôn. Để kiếm đường khác. À đây có cái bẫy này. Hẹ. Ngay. Rồi. Phá bẫy đã. Ở đây có thằng nào không? Không, chắc không có rồi. Quay cái này đây rồi. Ủa, mẹ lắm thế. Nhanh 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 nhanh. Nhanh. Ủa, mẹ. Cái gì đây? Bị thương bố rồi. Ủa. Ủa. Mẹ.
cho mày bị thương là còn éo chạy nhanh được, mới nhục chứ. Ôi dồi ôi, mẹ thế này thì... Chạy nhanh lên. Nhanh 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 nhanh. Nhanh 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 nhanh. Mẹ lâu thế. Ôi dồi ôi. Đánh lại đi. Mày láo, mày láo, mày láo. Ủa. Toi rồi. Trò này không chơi kiểu cục súc được rồi. Các bác cứ xui dại tôi. Trò này không cục súc được đâu. Zombie nó khỏe lắm. Các bác có xui dại bảo mình đánh, đánh đéo được con này. Nó zombie đánh đéo được. Mẹ. Ờ mà sao mình không dụ mấy con zombie vào cái bẫy này nhỉ? Có dụ được nó không nhỉ? Để xem nào. Anh ơi. Em ở đây anh ơi. Ơ mẹ, lúc mình cần nó nhìn mình nó đi nhìn. Này em ơi. Đây rồi. Nhìn thấy mình rồi. Ra đây đi con. Ra đây đi. Đây cơ mà. Mẹ mày đi ra đây. Mẹ dụ bọn này vào bẫy khó phết đấy. Tao ở đây cơ mà anh ơi. Đây tao ở đây. Va sừ mày vào bẫy đi con. Rồi. Ngon rồi. Tiên sư mày. Láo này. Láo này. Láo này. Ủa. Nó to rồi. Bơm máu phát. Trong này đúng kiểu là phải dùng bẫy. Ờ đúng rồi, lúc nãy mình có hai con kia ở đây. Mình sẽ phải chạy qua cái chỗ này để nó la vào cái bẫy này. Có chui qua được không nhỉ? À được, đúng rồi. Rồi. Mẹ chúng mày ra đây. Rồi. Đầu tiên là hai con rời này. Ơ, làm nào để thoát ra? Gặp con gì? Nó ra đây bây giờ. Thoát ra như nào nhỉ? Đây. Chúng mày vào đây mà đuổi tao. Một thằng toi cơm. Ngu. Ôi chết mẹ, thằng kia nó chưa vào. Ủa. Mẹ hôm nay khỏe thế. Mày bố láo này, mày bố láo này, mày bố láo này, mày bố láo này. Ây ua. Chết chưa? Mẹ. Hết bố máu rồi. Đánh nó như đập mệt nó mới chết. Mẹ bọn mai mày khỏe thế.
À đúng rồi, thằng này mình có thể đi đằng sau nó để giết nó. Nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi. Mày này, xôi ôi, phát đầu luôn. Ngon rồi. Xong phim rồi, nhẹ nhàng ra lấy thôi. Trò này chứng tỏ phải suy nghĩ phết đấy các bạn. Không đơn giản là mình cứ chạy như là cái Outlast mà được không? Rồi, qua rồi. Đến checkpoint này là có chết thì quay ở đây rồi, yên tâm rồi. Mẹ con giúp bọn zombie trong này khỏe thật đấy. Tôi chưa chơi game nào mà zombie khỏe thế đâu. Ôi. Mẹ lại một con ở đây rồi. Vòng ra sau lưng nó thôi. Tôi cũng chả biết sao có dao mà nó yếu dùng. Nó lại phải đợi lúc mẹ rình ở đằng sau. Ủa. Ôi dồi ôi. Đông vãi cả cứt. Nhìn thấy mình chưa? Ủa. Ôi dồi ôi. Mẹ chạy đâu giờ? Thế nghe lại yếu thế. Tổ sư mày. Ủa. Mẹ thôi thế này thì nạp mạng cho nó rồi còn yếu nữa. Ở đây có cái nhà đây thôi. Mẹ thà thằng này nó bị thương cảm giác còn nó còn chạy nhanh hơn nữa. Chạy nhanh hơn là cái lúc bình thường. Đây rồi, có máu đây rồi. Úi dồi ôi. Tránh ra. Xong. Mẹ, hai phát đấm là chết. Trò kinh vãi cả cứt. Thế này nào nhỉ? Mình phải đi kiểu gì nhỉ? Chắc là phải lần lần qua bọn kia. Lúc nãy là mình cứ thế mình lao thẳng vào nên là mẹ VIP luôn. Thôi đi nhẹ nhàng thôi. Trò này là cứ phải nhẹ nhàng. Vội là đai ngay. Tổ sư nó không được. Đây rồi, qua rồi. Ôi. Mẹ có thằng nó đứng đây. Làm nào giờ? Sao lần qua nó được đây? Mẹ. Ôi xong rồi, nó nhìn thấy rồi. Chạy thôi, chạy thôi, chạy thôi. Đi này. Mẹ, đóng bố cửa rồi. Úi dồi ôi. Mẹ, cái lúc chiếu phim này thì mẹ khỏe thế. Bình thường thì... Đấy, súng hết đạn rồi mà. Điêu vãi. Trời, điêu vãi cứt các bạn. Mẹ, lúc mình cần thì nó đi... nó hết đạn, đến lúc phim thì...
Rồi, qua chap 2 rồi. Trời mệt vãi. Trò này như là nó cái lúc cái video chuyển màn đấy nó theo lập trình. Lúc đấy hết sừ đạn rồi, thanh niên này thì yếu như là mẹ kiểu bị bệnh sắp chết ấy. Lúc đấy nhảy kinh thế. Đây rồi. Mẹ đèn dầu xuống dưới nước vẫn cháy ạ. Điêu vãi trường. Đây có gì không? Đạn đây rồi. Mẹ tổ sư. Cái này phải 1. Cái này là 3. À đây. Nhận được khẩu shotgun ở lúc nào nhỉ? Make agony bow. Đây là cái gì? Chả hiểu lắm. Thôi cứ rút lục ra thủ sẵn đã. Ôi, mẹ nghe tiếng zombie rồi. Cái gì này? À, mình vừa nhận được mồi lửa. Làm nào? Đốt. Hệ một que diêm mà đốt được từng này sắc người. Điêu vãi. Gì đây? Ai mở cửa đây? Thôi xong rồi. Shit. Hết đường quay về rồi. Ok, tiến lên thôi. Mấy giờ mà phải ngại. Ma đâu ta đây? Tao có súng rồi. Ui. Mẹ. Cửa mẹ tự đóng à? Hệ thống cửa tự động à? À lấy cái chai. Lại thủ cái chai này để ném để đánh lạc hướng ấy. Sao có phải đốt bọn này làm gì nhở? Mẹ tốn diêm vãi. Cái gì đây? Bom à? Ôi xong rồi rồi. Mẹ. Phải quay vào đúng cái màu xanh. Bực mình thế. Nhanh vậy. Có mấy bác hỏi game gì tôi nhắc lại, đây là game The Evil Within nhá. Game kinh dị. Tôi có đính kèm cái link để các bác có thể xem chi tiết hoặc là tải game ở trong cái phần status của tôi đấy. Các bác có thể truy cập vào nhá, mà game này khá là nặng, gần 50GB cơ. Nên là đau về. Tôi nói trước là lâu đấy. À đây thôi, có cái gì đây thôi. Mẹ ngon rồi. Chúng mày quả này mẹ zombie chết đi anh. Ơ cái gì đâu?
Hình như cái vũ khí, mấy cái vũ khí này chỉ sử dụng được theo tùy lúc thôi sao ấy, chứ không phải lúc nào mình ấy được đâu. Thằng này kệ nó đi, khỏi phải burn đi. Rồi, mẹ tục sư mày, lấy được quả bom rồi. Có đồ chơi rồi. Đi cứ phải lần lần mò mò này, tôi sợ lắm, mẹ bọn zombie nó lại nghe thấy tiếng nhục lắm ấy. À, lấy điểm kia cái thuốc này để nâng cấp rồi đấy. Ơ? Có tiếng người hay sao nhỉ? Nấp được vào đây. Ngon rồi. Giống kiểu giống như hệt là Outlast rồi. Ơ, rơi bố dìu à? Mẹ thanh niên bị điên à? Chui giường buông dìu luôn. Who's there? No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. Đây có phải thằng cha. Đúng rồi, thằng cha ở trong cái xe cấp cứu mà. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but mình chạy phọt cứt ra mấy ở đây, thế mà thằng cha bác sĩ nó đến được đây. Điều vãi. Để xem nào. Nạp máu tí. Ủa. Mẹ, phê cần à? Úi trông rồi. Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. Ủa. They're all over the place. Trời, giống kiểu Resident Evil vãi. Leslie went through that gate. Xong rồi. Lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. Nó bắt mình phải đánh lạc hướng bọn kia để nó mở được cái cổng. Mẹ, thằng khôn thế. Ơ? Giờ sao? Ah, damn them both thing. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. Mấy thằng kia ở đâu nhỉ? Ở đây. Mở cửa cho thằng cha bác sĩ. Rồi sao? Over here. Here. À. Hey, over here. Nó dụ bọn này để mình ấy. Right. Mẹ thằng cha dũng cảm vãi. That old guy is gonna get himself killed. Làm nào xuống bây giờ? Ơ? Lại có đường xuống quái đâu. Ui. Ui ui. Mẹ. Con bị bom ấy chứ. Mày này. Con lợn. Ôi. Ôi anh ơi. Thôi 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 thôi. Xuống đây rồi. Thay đạn nhanh. Mày dám láo với anh à. Nhiều đạn phết. Ôi, nhảy nhanh. Mẹ.
Mình gà quá. Thoáng mất máu vô vẩn. Lại cái nhạc du dương giống kiểu ấy thôi rồi. Nghe giống lắm. À đây rồi. Gương thần đây rồi. Ơ, không vào được. Làm nào vào được nhỉ? Mà thằng cha bác sĩ ông ấy đâu rồi? Đông thế. Vậy có súng. Mình phải lôi shotgun ra thôi. Mày láo này. Mụ này này. Ấy à. Hết đạn rồi. Mày này. Mày này. Mày này. May mà trong này nó còn đi chậm. Rồi. Nhặt đạn ngay. Nhiều đạn phết đấy chứ. Mở cái cổng này kiểu gì đây? Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Đi kiếm cái cưa. Cưa ở đâu? Mẹ bắt mình đi tìm đường này. Tìm đâu giờ? À đây lại có con bom đây này. Mẹ, zombie còn biết gắn bom bẫy. Điêu vãi. Đi đâu kiếm cưa rồi? À đây lại có cái bom à? Cái gì đây? Cái gì đấy? Mẹ còn phun đạn mới kinh nhé. Nó có bảo mình phải đốt mấy cái xác làm gì nhỉ? Không hiểu lắm. Cái gì đây? Ấy à? Mẹ, kinh đấy. Dùng để chế nỏ. Ngoài này có gì đâu. Có mấy bác bảo không đốt là nó hồi sinh á. Tôi thấy nó có hồi sinh đâu.
Trong này có zombie à? Có thằng quái nào đâu? Nổ đây rồi. Mẹ, ngon rồi. Lựu đạn nhiều thứ thế, nó đốt thử xem nào. Để có thằng trên này thì sao? Đây rồi, nhẹ nhàng thôi. Dùng dao giết nó. Xong phim bà già. Úi dồi, thế là dã man thế. Phát đầu bà già luôn. Giết xong là đốt hả? Sau cắt này tưởng mình có rồi mà. Nó cho lắm sau cắt đấy nhỉ. À đây rồi. Out of ammo. What it? Open so quickly. You're welcome to give it a try. Please, oh. Time is of the essence. It is imperative we find Leslie before anything should happen to him. Experiment number four. Subject numbers 4 through 13. Mất thời gian thế. Brainwave activity diminished, but synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrion. I'll have to connect myself if I want to experience the terror before it diminishes. Cửa thì yếu thấy. Có bác bảo là giết xong nó phải tiêu hủy, không có là virus nó làm ô nhiễm môi trường. Tôi thấy có lẽ là có thế thật đấy. Mẹ, nó bắt mình phải đốt bọn zombie điêu vãi. Ra chỗ chuồng ngựa hả? Ok. Ôi. Thằng nào đây? Lợn kêu à? Ở đây trong này rồi. Mẹ zombie, lợn thì không cắn, cái cắn người. Thôi xong rồi. Mẹ, mình toán bị mít cái đấy. Thải đạn phát đã. Đây có bẫy này.
đây có thằng zombie đây. Tắt cái đèn đi. Nãy giờ mình bật cái đèn ạ. Ui, mắt bọn này sáng như đèn đèn pha luôn. Kinh vãi. Giờ sao? Ôi, chết chưa thôi. Mày này. Khỏe thế. Mọi người từ từ thôi. Mình lấy nhiều cái thuốc để phết rồi đấy. Ủa. Ôi, bọn kia đâu biết là mẹ thả trông ạ. Zombie éo khôn thế. Đây là cái nhà nãy mình đi vào mà. Còn mấy bác nào chơi rồi bảo tôi phát đi. Đi lấy cái cửa ở đâu đây? Đâu, nó bảo mình phải đi tìm cái cưa mà. Có bác nào bảo là ấy không phải đâu. Phải đi tìm cái cưa. Hộp trên bàn á. Hộp ấy tôi tưởng tôi lấy rồi mà. Ra chuồng ngựa. Vào chuồng ngựa mở cho dìu không được. Nó bảo bảo mình phải đi tìm cái cưa cơ. À đúng rồi, có bác bảo là phải cho thằng Minh Béo, giết thằng Minh Béo lấy cưa của nó đúng không? Chuồng ngựa hả? Nãy tôi nghe thì có tiếng cái thằng nó cứ gầm gừ ở chuồng ngựa nhưng mà không thấy cái chỗ nào để mở cho nó cả. Ở đây trên gác hả? Đấy, đúng rồi, trên gác rồi. Từ thay súng để giết thằng này. Mày ở đâu con đợi kia? Có thấy nó đâu? Sao bác nào bảo vào chuồng ngựa để thả nó ra, tôi có thấy nó đâu. Ôi. Mẹ trong này lắm bẫy thế. À trên này à? Hết bố máu rồi. Ôi nhiều, nhiều đạn lắm. Thấy cái gì đâu? Ở đây có thằng mẹ cầm dao chạy ra này.
Ui lắm thế. Bơm máu phát đã. Nó ở dưới á, tôi có thấy nó ở đâu đâu. Rõ ràng mình nghe thấy tiếng nó hò hét ở đây mà. Ủa bọn nó biết chào à? Mẹ zombie biết chào cầu thang vãi trưởng. Mày này, trèo này. Ủa? Thằng nữa đâu? Ô, mẹ dài thế. Hết bố đạn rồi. Ủa? Xong luôn. Mình béo đâu? Ủa? Ôi dồi ôi anh ơi. Mình béo này. Mình béo này. Hết đạn rồi. Bỏ mẹ tôi rồi. Úi dồi ôi. Mình còn vũ khí nào? Cái này à? Ờ đúng rồi. Ôi chết rồi, nhầm rồi. À, đứt đầu rồi. Thôi có khi hôm nay chơi đến đây thôi các bác nhỉ. Ngày mai chúng ta sẽ chiến tiếp nhá. Bây giờ 10 rưỡi rồi, cũng đến giờ đi ngủ rồi. Nói chung tôi biết cái màn này rồi. Anh em sẽ qua dễ thôi. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi và ủng hộ nhá. Mọi người like và share cái page trực tiếp game giúp tôi rất là cảm ơn. Rồi hẹn gặp anh em ngày mai nhá. Bye bye, see you again.